Rồi quý vị, bonsai 353 quý vị, 5 cây linh sam, 400k bao phí ship luôn nha quý vị. 5 cây siêu mini nha. Cái này là giao bằng cái hộp nha quý vị. Cái này cũng 5 rưỡi tuổi rồi nha, 18 đến 20 tháng hơn nữa rồi. Siêu bông sông hinh gì tùm bim trong đây nha quý vị. Siêu nhỏ luôn ha. 5 cây là 400 bao phí ship luôn, có chậu luôn nha. 1 cây, 2 cây nè. Về để bàn chơi cho nó vui quý vị ơi. Cái hộp cây nào cũng có củ hết trơn ha. Cành nhánh này kéo đầy đủ hết trơn luôn, 2 cây. Cây cây số 3 nè. Số 4 chứ. Cây số 5 nè, có củ luôn nè, nhỏ xíu luôn nè. Cành nhánh uống ra trơn luôn nè quý vị thấy không? Đó. Tí he tí hon luôn, để trên cái bàn chơi cho vui nha quý vị. Rồi 5 cây 400 xuống luôn. Rồi kết thúc nha quý vị.